Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chính thức sở chỉ huy Liên quân Hàn Mỹ nửa đầu năm sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, từ ngày 18 đến 28 tháng 4. Đợt tập trận lần này tiến hành theo hình thức mô phỏng trên máy tính, không diễn tập điều động binh lực thực tế. Trước đó, quân đội hai nước đã tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ từ ngày 12 đến 15 tháng 4. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 4 phóng thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới, Thời gian tập trận chung của liên quân Hàn Mỹ cũng trùng với thời điểm Bắc Triều Tiên tổ chức nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội. Được biết, miền Bắc đang huy động số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị để chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Trong một tin liên quan, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 18 tháng 4 đã đến thăm Hàn Quốc, bày tỏ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Seoul về tình hình Bắc Triều Tiên. Chiều cùng ngày, ông Song Kim hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao No Kyu chia sẻ đánh giá về tình hình nghiêm trọng của bán đảo Hàn Quốc và thảo luận chặt chẽ về phương hướng ứng phó trong thời gian tới. Trong chuyến thăm lần này, đặc phái viên Song Kim cũng được cho là sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ nhiệm kỳ mới của Hàn Quốc, như quan chức thuộc Ủy ban chuyển giao chính quyền của tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol